Chào các em. Sau đây cô sẽ cùng các em giải bài 8 sách giáo khoa vật lý lớp 10 trang 166 đề bài như sau. Tính khối lượng riêng của không khí ở đỉnh núi Phan Xipang cao 3.140m, biết rằng mỗi khi lên cao thêm 10m thì áp suất khí quyển lại giảm 1mm thủy ngân và nhiệt độ trên đỉnh núi là 2 độ C. Cho khối lượng riêng của không khí ở điều kiện chuẩn, tức là tương ứng với áp suất 760mm thủy ngân và nhiệt độ là 0 độ C, là 1,29kg trên mét khối. Thế để giải bài này, các em hãy tóm tắt ở hai trạng thái. Trạng thái 1 tương ứng với điều kiện chuẩn, tức là ở chân núi, và trạng thái 2 là ở trên đỉnh núi. Và kết hợp đấy là các em hãy nhớ lại cái công thức về mối liên hệ giữa khối lượng M, thể tích V và khối lượng riêng D. Vậy từ đó ta sẽ giải bài này như sau. Đầu tiên là ta sẽ lập luận để tính ra cái áp suất ở trên đỉnh núi. Trước khi tóm tắt như thế nào, thì đề bài cho cứ lên cao 10m. Cứ lên cao 10m thì áp suất khí quyển giảm. Giảm đi 1mm thủy ngân. Đấy. Trong khi đó là độ cao của đỉnh núi ta xét là 3.140m, đúng không nào? Như vậy là ở độ cao 3.140m thì áp suất khí quyển tương ứng đã giảm đi là 314mm thủy ngân. Đúng nào? Vậy ta suy ra được là áp suất khí quyển ở trên đỉnh núi là, ta lấy áp suất ở điều kiện chuẩn ở dưới chân núi là 760 mà trừ đi áp suất khí quyển giảm, kết quả sẽ là 446mm thủy ngân. Đấy. Như vậy đến đây chúng ta đã trình bày được cái dạng hai trạng thái, trạng thái 1 và trạng thái 2. Trạng thái 1 là tương ứng với điều kiện chuẩn, cô gọi áp suất là P1, thì nó bằng 760mm thủy ngân. Đúng không nào? Nhiệt độ là 0 độ C thì chúng ta có T1 bằng 0 độ C thì cô đổi ra thành 273 độ K. Và thể tích tương ứng là V1. Và thể tích này thì cũng có tương ứng với lại khối lượng riêng là D1. Trạng thái 2 là trên đỉnh núi. Ta vừa tính được P2 bằng 446 mm thủy ngân, đúng không? Nhiệt độ T2, đề bài cho nhiệt độ ở đỉnh núi là 2 độ C. Chúng ta cộng thêm 273 sẽ là 275 độ K. Thể tích tương ứng là V2 và khối lượng riêng tương ứng là D2. Thì theo phương trình trạng thái ta có nhìn trạng thái là P1 V1 trên T1 bằng P2 V2 trên T2, đúng không? Vậy cô sẽ rút ra cái tỉ số V1 trên V2. Vậy suy ra ta có V1 trên V2 bằng P2 T1 trên P1 T2. Em thay số vào. P2 là 446, T1 là 273, P1 là 760 và T2 là 275. Chúng ta ấn máy. Hàm số 446 nhân với 273 trên 760 nhân 275. Kết quả ta lấy gần bằng 0,5826. Được không nào? Đây. 0,5826. Rồi ta tiếp tục. Mà ta lại có, các em nhớ lại công thức.
V1 thì sẽ bằng là m trên d1. V2 thì sẽ bằng là m trên d2. Đúng nào. À, như vậy chúng ta sẽ thay vào. Vậy suy ra V1 trên V2 sẽ bằng V1 chia cho V2 sẽ bằng D2 trên D1. Vậy suy ra cái ta cần tìm là khối lượng riêng ở đỉnh núi. Khối lượng riêng ở đỉnh núi thì tức là D2. Vậy suy ra D2 sẽ bằng V1 nhân với D1 trên V2. Cái tỉ số V1 trên V2 ta vừa tính xong rồi. Nó là bằng 0,5826. Đúng không? Thế còn lại D1 thôi. Các em nhân với D1 đề bài cho là 1,29. Vậy kết quả suy ra D2 bằng 0,5826 mà nhân với 1,29. Vậy nó sẽ vào cỡ gần bằng, các em lấy gần bằng 0,75. Đơn vị là kg trên mét khối. Được chưa nào? Đây chính là khối lượng riêng của không khí ở đỉnh núi. Như vậy đến đây chúng ta đã giải xong bài 8.